có máy mở cái line lên, mở cái line lên, mở cái line của máy lên, thấy cái line không? Line, line em, mở mở cái phiếu của anh, em có cái comment đó. Mười năm không gặp thường tin đã cũ. Em yêu yêu ơi, thường đã mơ. Nhưng em yêu ơi, một thời thôi cứ chỉ còn trong tay. Lòng kẹt nổi. Jimmy, Jimmy. Ok, hôm nay Alex sẽ làm cái bột nacho ha. Trước khi vào live thì mọi người có thể bấm share video nhé. Thì Alex đã vũa xong hết rồi này. Ngày trước thì Alex có làm hai bộ món có mịt xếp. Hôm nay Alex sẽ làm món slider xếp. Cái tông màu chủ yếu hôm nay là Alex phối theo kiểu mà đơn giản nhiều, không có cầu kỳ cho lắm. Thì hôm nay là sẽ đắp một cái màu là Smile Pink. Cái màu này, cái màu này rất là đẹp, có thể trên màn hình nó rất là sáng, nhưng mà mọi người ở ngoài mọi người thấy nó rất là đẹp nha. Những bạn nào mà mua cái set 15 màu quá đẹp á, các bạn lấy cái màu Smile Pink là các bạn đắp riêng, các bạn đắp thử một màu lên nó cực kỳ natural. Ok, thì cái ngón đầu tiên này á, thì anh sẽ đắp một cái ngón ombre ha. Ok, mọi người chuẩn bị chưa? Trong thời gian chuẩn bị mọi người có thể bấm nút share video cho Lịch nha. Chờ, rồi. Chờ Lịch mượn đi, mọi người coi cái comment này. Quanh nhìn nha, cái bột này ha, nó rất là dẻo. Nó lại bỏ lên nè, kéo xuống. Tới nhẹ lên. Rồi tới vuốt mỏng là ha. Khi các bạn vuốt, các bạn sẽ tạo được một cái độ cong của hai bên này ha. Angle cái nail nó xuống, xuống, xuống. Thấy không? Tự động nó sẽ vô xếp hết. Tự động nó vô xếp ha. Ta lại đang cố tình làm sao cho nó cong lên ha. Ồ, lên chưa? Lên chưa? Anh gỗ lên. Thấy không? Thấy ta làm mượt ha. Cho lại bởi cái máy đi. Thay comment. Nó chưa vô. Để lại lấy cái wifi cho. Các bạn đợi lại xí nha. Để lại lấy wifi. Mình mở cái lên. Còn thấy không? Đó, xong rồi đó. Bây giờ Alex sẽ lấy cái màu Smile Pink lên nè. Cái màu Smile Pink này là cái màu cũng rất là đẹp. Nhìn nè ha, nó hơi tím tím một xíu. Nó rất là mượt. Mà bây giờ Alex sẽ bỏ lên nè. Cái này á, thì có thể các bạn thấy không? Nhưng khi các bạn lấy bột để thì nó có thể khó đắp hơn xí. Nó phải tròn tròn một xíu nha. Nó phải tròn, ơi là tròn. Kéo xuống. Đó, đẹp quá. Cái màu đẹp. Kéo từ từ ra. Các bạn cứ để cho nó chảy tự nhiên nha. Đừng có đụng vào. Cái ombre các bạn đụng vào nó bị mất sắc đẹp. Thường thường á, các bạn muốn làm ombre mà đẹp á, nó càng chảy thì nó càng loan càng đẹp. Giờ nó sẽ bỏ thêm một cái xí này nhỏ lên, bỏ được cái độ cong lên. Nhìn như này, bút xuống, bút xuống.
tự động nó lan ra. Sau đó mình sẽ lấy cái tọng vuốt cho nó mỏng ra. Xuống. Tự động nó lan ra. Tắt đi. Ờ, cái nèo rồi ha. Hi, hi you guys. Ok, rồi cái nèo này Alex sẽ làm cái smile line nha. Này. Đây là cái màu của màu smile pink luôn. Hả? Các bạn nhìn này. Alex để lên này ha. Cái màu pink này đẹp quá. Cái màu pink mà là một màu thôi là cũng đẹp nữa. Cái màu này nó không bị ma bộ nhưng mà nó đắt, nó rất là mượt. Bạn nào mà mua set 15 màu rồi thì các bạn có thể lấy cái màu này, các bạn làm cái ngành white cũng được này, các bạn làm một màu cũng được. Các bạn phải cố tình làm cho nó angle cái nail lên nha này. Cho nó angle cái nail lên. Rồi bây giờ Alex sẽ cắt cho con này. Có ai hỏi hả? Các bạn sẽ dùng một cái thằng này cắt hai chỉ, hai pin trần này, nó hai khe lì này. Các bạn nhìn này, Alex sẽ tiếp xuống này. Này, để cho nó khô xí. Các bạn muốn cắt được cái này này cong á, nhớ cho Alex là nhắm cái này này. Các bạn hỏi cách cái line nằm ở đâu, chánh xuống, thấy không? Chánh xuống lấy ra cái này là mình dựng ở đây, xong mình dựng một số bự hơn xí, mình cắt cho nó cong thêm nữa, cho nó thẳng bên này nữa, thì thẳng bên này như vậy nè, lấy cái thằng này cắt vô. À, tại vì á, tại sao lại không cắt cái thằng đầu tiên, tại vì khi lại cắt xong á, cái thằng đầu tiên á, cái thằng bên này á, nó sẽ bị dính bột đúng không, xâm tham nên lại đổi qua cái mới, đổi cái mới thì kia là cắt lại nó không có bị dính bột. Đẹp quá, còn thấy không? Thì cái smile line nó rất là sắc, nhớ hai bên này gọt sắc vô này, bên này gọt sắc vô, phải có được cái độ cong của cái độ natural ha. Hi, how are you doing today? Oh, I'm very good. Oh, you guys see, it's perfect line ready. So what I'm doing next, đó khi một cái line nó is perfect ready, so that's why Alex sẽ làm thêm một cái design ở đây, mình sẽ gắn này. Thì cái nail này nó đơn giản, nó nhìn nó sang ha, nó không có cầu kỳ giống cái thằng kia ha. Thì này sẽ làm cho mọi người xem thử. So I do the off white and nude off white nha. Đắp cho nó mỏng lên nè. So I do off white right here and I put a little bit sparkle later. Can I put sparkle later, so I have to all this to keep them running. Nhiều clear quá ha. Chúng ta đẩy nhẹ vô. You guys see it? How so beautiful is it? So you guys can please share my video. And after that, Alex sẽ lấy một cái kim tuyến này nè. Rồi cái thằng này nhìn nó đẹp lắm. Trời ơi, anh thấy kim tuyến này không? Nó rất là đẹp, nhìn rất là sang ha. Thì đây là cái bộ nail Alex làm nó theo tông đơn giản, nhìn nó sang trọng. Thì khi các bạn làm những cái bộ nail này á, các bạn chỉ cần nhớ cho Alex đó là uyển chuyển những cái bước đi. Thứ hai nữa là mình phối sao để cho nó mướt thì nó sẽ rất là đẹp ha. Sau cái kim tuyến này thì tuần tới nó sẽ có nha. Những bạn nào muốn order thì có link website order thì là sẽ có kim tuyến này. Còn thấy không? Rất là đẹp, rất là mượt ha. Rồi, thì là cho coi cái ngón này này ha. Đây, còn thấy không? Để cái tay xong ha. Rồi là sẽ cho cái kim. Rồi bây giờ là sẽ bỏ cái clear lên. Bỏ cái clear lên này. Alex sẽ giữ đây này ha. So I push a little bit clear right here and push it out for me. Ok. Thằng bên này như vậy. Kéo xuống nhẹ nhàng thôi. They cover everything inside the clear. So after I put the clear powder, you guys can see the soap in there ha. Nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ Alex sẽ làm một cái ngón ở đây, là một cái vân đá này với theo cái kiểu mà natural tự nhiên đó, theo kiểu mà cái ngón như thế này nè ha, thấy không đó.
thì anh xin mọi người làm cách làm sao để cho nó ra được như thế này. Đó, cái này nó cũng đơn giản thôi. Ok, so các bạn chuẩn bị chưa? Bây giờ anh sẽ cắt. So I using this foil, so I cut it. Cắt ha. So have to measure exactly what size my customer they wanted. Cái này thì nó cũng audit như là nó cũng lần đầu tiên mới ra. Rồi bây giờ nè, so you guys can see right now I do the marble design. Okay, so before I do that I have to estimate all the design. Mình phải định dạng trước, nghĩa là các bạn làm gì vậy, phải định dạng được mà mình sẽ làm cái gì đó, thì sau đó mình sẽ bỏ lên nó sẽ phù hợp hơn. Rồi các bạn thấy không, này, nó làm trong hết rồi ha, nó rất là mượt. Rồi bây giờ Alex sẽ làm cái marble ha. Alex cũng nói do a soft white. Alex sẽ làm cho super thin, okay, not really thick, because if you guys do really thick it's much more easy. So làm mỏng thôi. Not that. Sẽ bỏ một chút tiền lên. Ha. Rất là đẹp. Wow, cái màu tiền này đẹp quá. Rồi xong, mình sẽ bỏ thêm một xí nhỏ nhỏ này. So, I have to do two color. Okay, chỗ này mình sẽ làm hai màu. Mình sẽ kéo xuống từ từ thôi. Bây giờ anh sẽ bỏ cái thằng này vô. Sẽ shock wire move thing right here. Make sure they stand out everything ha. Huh? Đây là cái cách mà mình làm cho nó thành 3D. Nó sẽ lạnh cho trong này hết. Đó. Xong bây giờ mình sẽ bỏ phối cái hàng foil vô. Bật các bạn nhớ nha, phải làm cho nó mỏng nha. Có nghĩa là chặt nó mình sẽ thèm theo cái kiểu mà để mình bỏ lên nhìn cho nó bắt mắt. Ừ, mình cái xuống đó. Đó. Xong rồi mình sẽ bỏ một xí clear lên. Nếu mà bột nó còn ướt á, thì các bạn không cần bỏ clear lên. Các bạn sẽ bỏ cái foil lên. Các bạn thích không? Nếu mà các bạn thích cái design này, các bạn bấm nút xem cho em lại nhé. Thank you mọi người rất là nhiều. Rồi cái thằng bên này cũng vậy. Mọi người thấy là hôm nay nói giọng nói nhìn có khác lạ lắm không? Thấy không? Đó. Các bạn bỏ thêm một xí bên này qua nữa. So, Alex sẽ bỏ thêm một xí đây này. Thì cái kim tuyến như này Alex cẩn thận cho nó hơi bự ra xí. Nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó. Xí. Không nhận cái kim tuyến này đẹp kìa. Các bạn thấy không? Đó, nhìn nó rất là tự nhiên, nó rất là đẹp ha. So, hola Cathy. Hola Tracy. You guys see it? Everything is perfect. It's so nice when you do a rotary design. And after that what I'm doing, so I put a little bit clear powder, I cover everything. Mình sẽ bỏ một chiếc clear vô đây. Kéo xuống. You guys see, put just a little bit clear. And push down. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng. You guys see, nó sẽ nằm trong cái design hết thôi. Leave it more stiff on the side. Rồi. Sẽ clear vô. Alex làm rất là từ từ nha, Alex cũng làm nhanh nha. Từ từ thôi. Đó. Còn cái ngón này á, Alex sẽ làm cái comb ha. Rồi, it's nail. Cái bây giờ cái ngón này á, Alex sẽ đắp một màu cho mọi người xem thử kiếm mai. Cái màu pink nha, màu smile pink, nó đẹp cũng như nhìn nè ha. Push it up like that for 18 minutes, còn thấy không, cái bột nó rất là dẻo, còn chỉ để nhẹ lên thôi, thấy không, các bạn không cần phải mạnh mẽ lắm, nhẹ thôi, chúng còn vuốt rồi.
so very very gentle, ok. Bạn nhớ nha, phải cực kỳ nhẹ cho lại không được mạnh quá nha. Đó. Đây là cái màu bên pink. Cho bạn nhìn ở lịch làm của hai sếp ở bên này. Đây là cái tắt mà dành cho những người bạn nào mà mới vô nghề á, ví dụ như món dài mà khó ứng xử quá thì có thể dùng một màu này ha. Đó cũng là một cái rất là hay. À, hai cả nhà, hello anh đẹp gái, hello đẹp trai hả? À, đẹp trai rồi, nó bó tay rồi, nói lộn rồi đó. Ở đây cũng đẹp trai, à, là dễ thương thôi. Ừ, anh sẽ bỏ như này ha, nhìn này. Còn ha, cũng ra. Bán nhẹ thôi ha, nó chảy cho nó tự động nó chảy, nhưng mà nhớ đừng có đụng hai bên ha, đụng ở trên nó chảy xuống mình bán xuống nó vô nữa ha. Tại là lệnh bột chảy lắm, tại vì á, thông thường á, bột mà nó hơi cần chảy thì các bạn làm á, nó sẽ chắc hơn, tại vì á, nó sẽ đầm hơn khi các bạn lấy lên bột màu nó khác cho bột clear. Tại các bạn đắp bột màu mà các bạn đắp khô quá thì nó dễ bị hở lắm, tại vì nó không đủ lượng nước để nó chảy xuống cái phần. Tại vì bột clear các bạn có thể thấy được, các bạn có thể thấy xuyên được, nhưng mà bột màu các bạn có thể thấy xuyên được, nó khác ở chỗ đó, nên các bạn đắp cho nó hơi ướt một xí, thì khi nó ướt ướt xí thì nó sẽ đầm hơn và nó đẹp hơn, thế thôi. Nhớ nha. Rồi. Hello Cường, hello anh, hi Brian, ok. So this now Alex sẽ làm cái màu natural này. Đây là cái màu shop white ha, chấp nó là sẽ hướng dẫn mọi người làm cái com của cái màu trắng này nè. Mình nhìn nha, lại bọc bột cho này. Thấy không? Mắt này. Mình rìa cái cỏ vô. Còn thấy không? Mình rìa cái cỏ vô. Kéo xuống này, ép hai bên vô. Bên nhiều cho lại nha, tự động nó xuống vừa chính xác nha, ép vô tùy cơ ứng biến nha. Đó, thấy không, nó đều hết gầy xít ha. Đó là cái cách mà các bạn làm sao để cho nó mượt ha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái nắp lại, mình sẽ vuốt xếp cho mọi người xem ha. Này, cái màu là màu baby pink nha, pink. Ok, màu pink ombre hồi nãy lấy lộn rồi, cái màu là pink ombre nha, lấy lộn rồi, pink ombre, cái smile of pink là khác nữa. Hàng gì nãy lịch nói, ok, cái pink ombre này các bạn làm cho cái om, cái cho pink and white rất là đẹp. Nếu bạn nào mà xài cái pink and white mà nó hay bị thấy cái line thì các bạn có thể xài cái thằng đó. Tại cái màu đó là làm ra để làm cái pink and white. Cái nút pin nó khác nha, cái nút pin nó khác với cái pin ombre. Hai cái nó khác nhau, nó không giống nhau nha. Lưu ý ở điều đó trả lời. Ai gọi thì kẹo thôi. Thế bây giờ Alex sẽ vũ cho mọi người xem nha. Này. Alex sẽ làm một nó này trước đi. Alex sẽ bỏ shell cho mọi người thấy được cái sắc của nó. Bên này như vậy này. Bóc vô. Những bạn nào mà làm pin and white nhiều mà là cái đồ cắt nhiều thì các bạn lưu ý cho lại đó là hai bên khi nào nó cũng phải sắc, có nghĩa là sắc bên góc bên này nó phải sắc vô thì tất nhiên nó sẽ làm cho cái nail mình nó đẹp hơn đó. Là vũ này xong rồi là chỉ đẩy máy một cái này ha. Thường thường á thì là chia sẻ các bạn làm pin and white xong rồi á các bạn phải vũ trước khi các bạn làm cái kia thì nó sẽ mượt hơn, và thứ hai nữa nó không có bị dũa nhiều ha. Anh sẽ dùng cái đôi dũa này. Thì anh lại dùng cái máy này ha, cái máy này anh lại dùng số 13. Thì những bạn nào mà chưa có máy dũa thì có thể lên website mua.
Còn nhớ nha, không được đè cái vũ quá nhiều, tại vì đè nhiều thì nó sẽ bị mất ý, mất bột, đúng rồi, nó sẽ bị mất bột nha. Còn thấy anh là dũa ít không? Anh dũa xong rồi anh là sử dụng cái dũa nhỏ này để chạy trong khi cho cô này, để anh là cho mọi người xem thử cái màu pink với cái màu kia thử như thế nào ha. Để dũa khi cho cô cho nó sạch ha, thằng bên này cũng vậy. Cái là đắp up cuticle nhé, up cuticle thì có nghĩa là nó sát, cực kỳ sát cuticle đó. Có những người khách mà họ khó quá thì các bạn sẽ đắp cái kiểu để đắp cho nó sát vô đó. khó quá chịu nổi rồi. Xong mình sẽ dùng dũa này nè, là sẽ chạy sơ qua thôi. Các bạn muốn nó dũa được tốc độ nhanh như vậy á thì mỗi ngày các bạn nhớ phải tập đi cái cơ thịt của mình là mình xoáy cái dũa nhiều cho nó quen, thì khi mình dũa cái này nó nhanh lắm. Nhớ là chỉ có đè qua thôi chứ không được đè, chỉ có kéo qua, nếu mà tay phải thì kéo qua, còn tay trái thì kéo qua lại vậy thôi, còn để clip cho nó về tự nhiên vậy đó. Cái món dài thì mình phải để cái tay dưới này để làm một cái trụ nha. Mình làm một cái trụ đó, thì những bạn nào mà chưa làm cái này thì có thể làm cái này nè, rất là dễ kiếm tiền, nhìn nó rất là sang đó. Không cần phải dũa nhiều. Còn om vi mà các bạn kéo mượt đấy, nhớ đừng có đè dũa mạnh quá, có nghĩa là ở giữa này đừng có đè mạnh quá, tại vì đa số các bạn dũa mạnh quá bởi vậy tại sao nó bị mất cái om vi của mình đi, lưu ý nha. Các bạn kéo một đường này nè, cho nó thẳng cái xếp hết. Đây là cái cách mà mình làm cho xếp nó la lẹ, mình không cần phải dũa nhiều, tại đa số nhiều bạn dũa dưới này là bị cong cái cục bột, bị cong cái móng tay thì giống như bị hõm vậy đó. Thì tại sao mà bị hõm, tại vì các bạn dũa cái kiểu kia thay vì các bạn kéo cái thằng ra, thấy không, là kéo ra này, khi là kéo cái ra là để ngang đúng không, thì tự động hai bên nó sẽ bằng nhau hết mà mình không cần phải dũa máy nhiều nữa, mình dũa tay nhiều nữa. Bây giờ này anh lại bỏ này, các bạn thấy không, bỏ cái dũa vào đây, nhấn cái xếp một cái, bên này như vậy nè, các bạn thấy cái bột đây đúng không, nhìn này, anh bỏ cái tự động nó điều nha, nhớ nha, nó phải từ trong cái góc đi ra, các bạn thấy không, này nó sát lên nè, bỏ cái xếp cho nhìn nó sát lên, thấy không, thì bên kia cũng vậy, bên kia cũng vậy. Nhìn nó sắc liền, thấy không, nó sắc bén liền ha. Hôm nay nhìn xếp nhẹ, nó thì màu này là màu pink ombre nha. Đấy, cái màu này thì thường thường các bạn làm cái màu soft white lạt như xí nữa thì nó đắp rất là đẹp, rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên. Dũa xếp chưa, nhấn cái xếp này, nhấn cái tay vào lại ha, nhấn vô, thằng bên này cũng vậy, nhấn vô, máy còn chạy không, máy thiếu quá. Rồi khi mà qua cái quá trình này từ chỗ này nè, các bạn phải nhắm ở bên này cho nó giống nhau, nó phải giống nhau, nó không giống nhau thì nó sẽ bị mập nha. Ví dụ đại khái như đôi khi cái nail nó mập đây, các bạn kéo xuống những cái này ha. Tại đôi khi mình làm design nhiều á thì mình có thể mình đắp bột á, có thể các bạn nhìn ở đây nó thẳng nhưng mà ở bên này nó rất là mập, tại vì hai bên nó hơi bị bè xuống, thì còn có thể dũa kiểu này thì cái móng mình nó sẽ ốm hơn, nó sẽ ốm giống như tại bên này á. Còn không, nó còn dũa hoài á thì còn sẽ gọt bên này 1 2 3, còn gọt bên này 1 2 cái thì tự động cái móng nó sẽ ốm lại á. Chứ đừng có dũa nhiều quá, các bạn dũa nhiều quá thì nó mới mất bột, mất bột thì nó càng bè, thì khi nó càng bè thì nó sẽ nhìn nó sẽ thô hơn, nó thô cái đoạn kia. Thường thường á, mà mấy cái móng ví dụ bên này nó wider, nó bự ra thì các bạn đắp bột dung cao lên, hiểu không, nó off hay bên này cao vô thì tự động nó sẽ giống thằng bên này,
Còn nếu mà nó đã bè rồi các bạn đắp cho nó lép nữa thì nhìn nó rất là bự hơn bên kia. Nó tần số. Nhớ chỗ đó là mình biết ý mình sẽ làm được. Các bạn nhìn vào bên kia vô đó, thằng này như vậy đó. Đây là sẽ chạy sơ qua thôi này. Còn nhớ nha, để cái dũa phải lút vô trong cái thằng này nè ha, nó phải để dũa này. Các bạn thấy là dũa không thẳng không này, không có ngó quẹo gì, không có quẹo, không có dũa ngắn vậy được, kéo dài lên không. Cái dũa mình dũa từ tầng này tới đấy thằng này đúng không, kéo dài lên thì tất nhiên nó sẽ nhanh hơn và nhìn nó sẽ sắc hơn. Tại vì mình kéo đan nhiều quá, mình kéo dữ quá thì nó sẽ bị mất bột ở dưới này. Với tại sao nhiều người ấy, có nghĩa là các bạn phải để cái dũa sao cho nó lút cái thằng này này, nó phải lút như vậy này ha, không thấy được. Nhiều người để vậy này, dũa vô thì không mất bột ở đây liền đó, thì mất bột thì có thể là bị mất xếp. Còn thấy không đó, chỉ còn bắt xếp từ trong thằng này ra, còn thấy không, thì tự động nó sẽ sắc này, thấy không. Còn nếu các bạn để dũa, ví dụ là nói số 5 ở đây đây, mà các bạn để ngay cho số 6 còn dũa vậy là bị mất bột ở đây liền, lõm liền. Xâm tham các bạn có thể cắt thịt của người khách luôn. Cái là mình dũa sai, không phải dũa đúng nha. Thấy không? Xong cái bộ neo rất là nhanh ha. Rồi Alex sẽ bóc phở. Oh, what you saying? It translates. Can you translate, please? Okay, triangle. Hai tiger. Hai võ hường. Các bạn nhìn nó lệch đầu dũa nhiều đúng không? Chỉ chạy sơ vài cái thôi. Tại bột màu nó khác với kèo. Để lại bỏ cái treo nghe thử. Cái thì lại sử dụng cái top này ha. Thì cái top này ai cũng lại hay nói cho mọi người là dùng có thể bốn loại luôn, vừa xi lát, vừa dùng cho xi lát, vừa dùng cho bột màu, dùng cho khom luôn, chẳng lẽ tính khom bằng cái top này luôn. Bạn nhìn này. Không, nó không có chạy da nha. Đẹp không? Thì móng clear, thường móng clear thì các bạn có thể bỏ một xí top coat ở dưới này để làm cho cái kim tuyến mình nó sáng đẹp hơn. Mình thấy không? Nhìn nó rất là sắc. Anh Alex ơi, có bán dũa giấy không? Đúng là có nha, Alex có bán nha. Đây này, Alex sẽ cho các bạn coi được cái pin của thằng này nó đẹp hay không nha. Này, sẽ bỏ top lên nha. Này, đẹp quá, đẹp không? Cái top coat này con thấy không? Nó rất là đẹp, rất là bóng. Cái top coat này á, những bạn nào mà tay nghề còn yếu, nhưng mà sơn nó không bao giờ nó chảy ngoài da hết, nó vẫn đọng chỗ nha. Xong rồi sẽ bỏ một xíu dưới này nữa để cho nó sáng lên. Rồi anh sẽ bỏ vô đèn. Thì bây giờ anh sẽ cho các bạn coi được cái độ trong của cái neo ra nha. Sẽ bỏ miếng dầu đây. Sẽ quay gần giờ cho mọi người xem thử cái pin nó đẹp hay không. Thì anh sẽ bỏ một cái màu ở đây nha, để cho các bạn coi được cái pin này. Chọc con lịch sẽ cái màu này, pin này các bạn làm một màu nó cũng đẹp này. Thank you Wendy nhé. Lại bỏ miếng dầu nữa. Để show cho các bạn coi những cái màu. Tại giờ lại biết á, đa số nhiều bạn cái lên cứ đổi cái màu không à. Thì lại sẽ cho coi cái thích. Đây là cái ombre để lại bỏ luôn.
Còn thấy không rồi không? Rồi đèn. Rồi một cái nữa là sẽ đánh con cho mọi người xem thử. So right now I put the com color, ok. So I'll see you cái màu này nè. Các bạn thấy cái bộ nail Alex phối á, nó không có cầu kỳ cho lắm, nhưng mà mình làm sao nhìn cho nó sang ha. Nhìn nó sang cái bộ nail ha. Bây giờ cái com này, top coat này là các bạn phải dùng đúng 10 giây cho Alex nha. 10 giây. Nhớ sơn sao cho nó đều, và nó không bị bụi dính vô nha. Nhẹ thôi. Rất là light for this. Ok. Alex sử dụng một cái cục bút Alex cà đi cho xoay. Alex sử dụng cái bịch này. Các bạn phải rờ thử nó được chưa? Chưa được. Các bạn phải rờ thử cỡ 10 giây ra lại thôi nha, phải rờ thử nó mượt hay không ha. Đó. Ừ. Mình sẽ bỏ cái không lên. Chị nhìn thấy ở ngoài đậm đúng không? Nhưng mà trong lái lạt đúng không? Nhìn cái điện thoại thì thấy không? Ở ngoài đậm hơn đúng không? Ở ngoài nhìn nó rất là đẹp. Các bạn thấy không? Các bạn chùi lại một cái như này ha. Bỏ cái đèn vô cho nó đẹp, nó sạch. Các bạn nhớ cái khom nó dính á, nên da là do mình sơn top coat nha, chứ không phải là cái khom nó dính nha. Nó dính một phần nào đó thôi. Sau là sẽ bỏ cái gel lên. Màu đẹp á, thấy như ngoài thấy đẹp không? À, nó rất là trong ha. Bỏ đèn cho lại đi. Ok, rồi bây giờ là sẽ cho các bạn coi thử những cái tông màu nó ra nha. Can I see that one too, please? Hai chị Mimi của em. Các bạn nhìn cái màu này, các bạn thấy cái màu không? Này, nó sẽ cho coi gần này. Đây là cái màu nó rất, cái màu slide nha, đây này. Các bạn thấy, các bạn không có thấy được cái độ mở ở trong của cái nail best đó, nên nó lại muốn. Còn đây là cái ombre. Pink rất là đẹp ha. Cái phim này là các bạn vừa làm cho ombre cái móng này, vừa làm cho pink and white, vừa làm cho một màu nó cũng đẹp này ha. Còn cái này là chính tuyến. Còn cái này là comb. Ha. Ha. Chia sẻ thanks to you, chia chị khỏe, thank you em. Ok, các bạn thấy chưa? Đó, nên là lệch 4. Cho các bạn coi những cái thích những cái audit các bạn làm nha. Đó, vậy là xong rồi đó. Cái màu rất là đẹp. Ok, lệch thank you mọi người rất là nhiều nha. Bye bye mọi người.